Zelensky yêu cầu Hoa Kỳ cứu Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Washington đã kêu gọi Hoa Kỳ cứu lấy đất nước của ông. Ý kiến này được bày tỏ bởi đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor. Ông Gregor nói những người này đang ở giới hạn của họ. Zelensky nói với những người ở CIA, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng rằng nếu bạn không đến cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Zelensky đến thăm Washington và phát biểu trước Quốc hội. Lý do của cuộc thảo luận này là hoạt động đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine. Tờ The Washington Post của Mỹ đưa tin ông Zelensky đang cố thuyết phục Mỹ rằng ông có thể đánh bại Nga. Theo chuyên gia chính sách đối ngoại Daniel DiPietris, Ukraine và Hoa Kỳ đã bất đồng về việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Kiev và Washington đã bất đồng về việc hoàn thành New World Order, tức là trật tự thế giới mới. Sự khác biệt nảy sinh giữa Hoa Kỳ và Ukraine liên quan đến việc Kiev không sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. Điều này đã được công bố bởi chuyên gia chính sách đối ngoại Daniel DiPietris. Rõ ràng, Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn đến việc chấm dứt xung đột thông qua một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Ukraine không muốn tham gia vào các cuộc đàm phán. DiPietris nói như vậy. Trên cơ sở tạp chí tin tức Newsweek của Mỹ. Ngoài ra, vị chuyên gia này cho rằng các chính trị gia Mỹ không thể dám lớn tiếng tuyên bố về sự cần thiết của một giải pháp hòa bình bởi họ không muốn mâu thuẫn với chính mình. Trước đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự khó chịu với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục yêu cầu cung cấp vũ khí mới. Ông Biden nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng sẽ rất khó để yêu cầu Quốc hội cấp tiền nếu Zelensky tiếp tục phàn nàn công khai về sự hỗ trợ yếu kém từ Washington. Ngoài ra, ông Biden xác nhận sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sagrat đưa tin như vậy. Ngược lại, Zelensky đã ký một sắc lệnh về việc không thể đối thoại với nhà lãnh đạo Nga. The National News Service đã đưa tin như vậy.